Xin chào các quý bác tài, chào mừng các quý bác tài đã quay trở lại với video của Văn Tính Tây Đô. Và hôm nay thì rất vui, mình đã có hai cái sản phẩm rất đặc biệt của xe tải Terra 345L. Đây là một sản phẩm mà bên mình tự gia công và tự gia phiếu. Và đây cũng là một trong những sản phẩm mà bên mình độc quyền gia phiếu được, có một sự khác biệt hoàn toàn về kích thước này, về kết cấu và cũng như là cái công năng chở hàng của xe tải Terra 345L. Nó sẽ được tận dụng tối đa các bạn nhé. Với cái dòng tải 3 tấn 49 là dưới 3 tấn rưỡi thì các bác tài hoàn toàn có thể sử dụng bằng B2 lái được, hoặc thậm chí là các quý công ty có thể thuê các bác tài có bằng lái B2 để giảm thiểu chi phí đầu tư thuê các nhân công lái xe. Và với cái sản phẩm này thì khi các bạn đầu tư ra thì các cái chi phí liên quan, ví dụ như là giá thành về xe này, rồi là các cái chi phí duy trì xe, ví dụ như là phí bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa này, hoặc phí đăng ký, đăng kiểm, hoặc là phí đường bộ, phí cao tốc các bạn di chuyển hàng ngày, nó cũng sẽ giảm hơn rất nhiều. Bởi vì với cái phân khúc xe tải mà chiều dài thùng lên tới trên 6 mét ở trên thị trường bây giờ, các bạn muốn đầu tư, các bạn sẽ phải mua những chiếc xe có tải trọng ít nhất là từ 6 tấn rưỡi đổ lên. Và đương nhiên với cái tải trọng 6 tấn rưỡi thì kể cả các bạn mua cái xe tải của Trung Quốc thì nó cũng sẽ khoảng độ gần 700 triệu, hoặc là xe tải chính hãng thì nó khoảng độ 8 cho đến 900 triệu hoặc hơn 1 tỷ các bạn nhé. Đó, chi phí rất là cao và kéo theo đó là các cái phí liên quan đến đăng ký đăng kiểm, rồi là phí đường bộ nó cũng cao hơn. Rồi là cả phí cao tốc, xe tải 7 tấn thì nó sẽ có cái phí cao tốc gấp đôi so với xe tải 3 tấn rưỡi Terra 345L ở đây. Cho nên là rất nhiều chi phí kéo theo. Trong khi cái mặt hàng của các bạn chở thì nó không quá nặng. Đó, nó chỉ khoảng độ cùng lắm các bạn quá tải nên 5-6 tấn quay đầu. Hoặc có những bác tài chỉ chở khoảng độ 1 tấn 9 cho đến 2 tấn 4 cái khối lượng hàng thôi. Thế nhưng mà đặc thù của cái hàng hóa của các bạn ấy là nó rất dài, nó rất cồng kềnh, nó rất tốn diện tích. Thế cho nên là lý do vì sao mà cái sản phẩm xe tải Terra 345L này nó ra là như vậy. Và ngoài ra, khi các bạn sử dụng cái sản phẩm này, các bạn được sở hữu nguyên một khối động cơ được nhập khẩu toàn bộ của Nhật Bản về. Đó. Và với cái động cơ này thì các bạn sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu, bởi vì nó đưa ra các cái thông số thực tế khi các bác tài chạy là chỉ 10 lít trên 100 cây với cung đường hỗn hợp và đã có sẵn tải và điều hòa. Còn đương nhiên khi mà chúng ta kéo tải vượt quá số tải cho phép, hoặc là các bác tài chạy những cái cung đường khó khăn hơn thì nó cũng sẽ có cái độ chênh lệch sai số. Ví dụ như từ 10 lít nó sẽ có thể lên tới 11 lít rưỡi hoặc 12 lít trên cái cung đường khó khăn đó các bạn nhé. Cái đó là cái điều không thể tránh khỏi. Thì hôm nay thì tôi xin phép cập nhật thêm cái phiên bản mới của xe tải Terra 345L. Đó là phiên bản thùng kín container và một phiên bản thùng bạt dài từ 6m34. Thì hai phiên bản ở đây đều có chiều dài tổng thể về thùng là 6m34, rộng là 1m98. Thế nhưng với thùng container thì chúng ta sẽ có chiều cao lên tới là 2m rưỡi. Như vậy là chúng ta tính ra thì thể tích khoang hàng chúng ta sẽ có hơn 30 khối với phiên bản thùng container ở đây. Và với cái thùng kín container này thì nó sẽ có cái điểm ưu nhược điểm gì thì tôi mời các bạn chúng ta cùng ra quan sát vào cái thùng này, tôi sẽ phân tích cho các bạn cùng biết nhé. Đầu tiên đó là về giá thành. Chiếc xe này thì hiện tại đang có giá lăn bánh là 590 triệu các bạn nhé. Khá là cao. Đó. Thế nhưng mà đổi lại thì các bạn sẽ có một cái thùng cực kỳ to lên tới trên 30 khối. Và đặc biệt những khách hàng nào mà chở nội thất ấy, các bạn cần cái chiều cao lên tới 2 mét rưỡi để có thể là chở những cái nội thất cao nó tốt hơn. Thì đây là một sản phẩm rất hợp lý. Và ngoài ra cái chất lượng thùng được gia công theo đúng với thiết kế của container, thế cho nên là nó được làm bằng chất liệu thép rất là dày dặn các bạn nhé. Rất là dày luôn. Đó, các bạn thấy không? Cái này mà các bạn dùng búa đập nó cũng không lõm được luôn ấy, chứ chưa nói gì đến cái va quẹt bình thường. Và khi các bạn dùng cái phiên bản thùng này với cái chiều dài thùng khá là cao mà chúng ta không căn được, đặc biệt là đi qua các cái khu nhiều cây ấy, thì yên tâm với cái chất lượng độ cứng và độ bo góc cạnh của cái thùng này, các bạn va quệt thoải mái, không bao giờ bị hỏng thùng. Và đương nhiên với cái chất lượng thùng này thì nó cũng sẽ cách nước rất là tốt. Các bạn di chuyển vào những trời mưa gió không bao giờ lo cái hàng hóa bên trong bị ảnh hưởng. Và độ giữ nhiệt cũng rất là tốt các bạn nhé. Ngoài phiên bản thùng kín container này ra thì nó còn có cái phiên bản rẻ hơn, đó là thùng kín 3 led với từng phiên bản là 2 lớp và 1 lớp. Thì đương nhiên là 2 lớp 1 lớp đó thì ở ngoài thì nó sẽ chỉ có cái vỏ inox thôi, ở bên trong là khung xương sắt hộp, cho nên là nó sẽ có cái độ dày kém hơn. Đương nhiên giá thành cũng sẽ rẻ hơn các bạn nhé. Và những cái phiên bản đó thì dành cho những bác tài nào chở hàng cực kỳ nhẹ và đi những đường dễ dàng hơn, không cần độ dày về cái thùng. Đó. Với phiên bản thùng kín thì bao giờ các bạn cũng sẽ có một cái nhược điểm mà chúng ta phải chấp nhận, đó chính là cái thể tích khoang hàng, chiều cao, chiều rộng và chiều dài nó sẽ bị phích cứng lại. Đó. Cho nên là chúng ta sẽ mua về thế nào và sử dụng sẽ phải sử dụng như thế, không cơi nới được nữa các bạn nhé. Đó. Và đổi lại thì nó cũng sẽ cách biệt với môi trường tốt hơn, bảo vệ hàng hóa tốt hơn. Còn bên phải tôi là phiên bản thùng bạt. Đó, thùng bạt này thì chúng tôi sẽ chủ yếu gia công ở Hưng Yên, hạn chế những phiên bản thùng ở Hà Nội, bởi vì thùng Hà Nội thì chất lượng sẽ kém hơn. Nhưng bác tài nào chở hàng quá nhẹ hoặc là các bạn vốn đầu tư thấp thì có thể nghiên cứu phiên bản thùng Hà Nội. Còn với thùng Hưng Yên thì chúng tôi sẽ gia công là dài 6m34, rộng và cao là 1m98.
Thì với cái phiên bản thùng bạt thì nó sẽ đa năng hơn. Bởi vì làm sao? Bởi vì thứ nhất là cái vấn đề lên xuống hàng, các bạn sẽ có tổng lên tới 7 bửng, là gồm 6 bửng hông hai bên và một bửng đuôi ở đằng sau. Các bạn cái phần bửng này nó cao tới 70 cm. Đó, cho nên là khi các bạn muốn lên xuống hàng, chúng ta chỉ cần mở bửng từ tất cả các phía hai bên và đằng sau để chúng ta lên xuống hàng, nó rất là dễ. Đó, với cái chiều cao bửng là 70 phân. Và với cái thùng bạt này thì đương nhiên là khi chúng ta có muốn cơi lưới về cái chiều cao các bạn nhé. Thế nhưng các bạn hãy hạn chế ở tùy từng cung đường thôi. Cung đường nào mà công an làm chặt chẽ quá thì chúng ta nên hạn chế. Còn cung đường nào mà chúng ta đã chạy quen rồi, chúng ta biết được cái địa bàn ở đó như thế nào, chúng ta hoàn toàn có thể cơi lưới cái chiều cao này lên. Bởi vì sắt xô chúng tôi làm là cái sắt xô di động, các bạn hoàn toàn có thể vặn các con ốc và dùng các cái thiết bị để đẩy hệ thống sắt xô lên. Đó, để chúng ta có thể nâng được chiều cao của thùng. Và cái thùng bạt này nó chở được rất nhiều mặt hàng hóa khác nhau. Nhược điểm duy nhất của nó là nó không kín kẽ 100% các bạn nhá. Kiểu gì thì cũng sẽ theo thời gian nó cũng sẽ có một số chỗ nước mưa vẫn vào được. Và đương nhiên là chở mặt hàng khô thì nó sẽ không tiện các bạn nhá. Và phiên bản thùng bạt này thì hiện tại đang có giá là 532 triệu với phiên bản thùng Hưng Yên, 524 triệu với phiên bản thùng của Hà Nội, chưa bao gồm chi phí đăng ký đăng kiểm. Đăng ký đăng kiểm con này khoảng 20 triệu nữa. Đó, các bạn tự cộng vào các bạn nhá. Với chiếc xe tải Tesla 345N ở đây là một cái chiếc xe có thể phục vụ các bạn chở những mặt hàng siêu dài, siêu cồng kềnh và với cái thể tích khoang hàng cực kỳ lớn lên tới trên 30 khối. Các bạn yên tâm để chở hàng. Phiên bản thùng bạt, thùng kín, thùng 3 led rồi là thùng container, một lớp, hai lớp các bạn có thể lựa chọn và mỗi một xe nó sẽ có một mức giá khác nhau. Các bạn có quan tâm đến sản phẩm này thì có thể liên hệ với mình. Các bạn đặt ra nhu cầu mình sẽ tư vấn và sẽ chọn cho các bạn một cái phiên bản xe hợp lý nhất và cũng sẽ báo giá để tư vấn cụ thể hơn cho các bạn. Còn với trả góp với chiếc xe này thì hiện tại thì bên mình đang hỗ trợ các bạn là các bạn vay tối đa 80%. Các bạn có nhu cầu đầu tư về dòng sản phẩm này hãy liên hệ với tôi để tôi tư vấn cho các bạn. Xin chào các bạn lại, xin chào.